11 món ăn cực đen và bùng 1. Nếu không muốn xui xẻo, tiền bạc đội nón ra đi. Bất ngờ số 8 ai cũng ăn. Hoan hỉ đón chào quý vị khán thính giả đang theo dõi Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên, kính chúc quý vị khán thính giả ăn khang thịnh vượng, vạn sự như ý, chiêm nghiệm được nhiều điều nhân văn để gia đạo được luôn bình an, tấn tài tấn lộc. Quý vị thân mến, văn hóa tâm linh đã có từ rất xa xưa. Theo quan niệm của người Á Đông chúng ta, thì mùng 1 âm lịch đầu tháng hay đầu năm được coi là điểm thiêng liêng, khởi đầu của mọi việc. Vì vậy mà theo đó người ta quan niệm và có một niềm tin rằng cả năm hay cả tháng có thuận lợi suôn sẻ, phát tài phát lộc hay gặp những chuyện xui xẻo thì đều phụ thuộc vào ngày mùng 1 đầu tháng diễn ra như thế nào. Từ xa xưa, ông bà ta đã quan niệm rằng ăn uống không chỉ là nhu cầu sinh lý của con người mà còn là một nét văn hóa, một phong tục tập quán của dân tộc. Bên cạnh những món ăn ngon, bổ dưỡng, người Việt Nam còn có những kiêng kỵ về ăn uống mang đậm tính tâm linh. Những kiêng kỵ này không chỉ thể hiện sự tôn kính của con cháu đối với tổ tiên, thần linh mà còn là niềm tin và sự may mắn, bình an. Vậy với sự khởi đầu của mỗi tháng, mỗi năm thì vào ngày mùng 1 chúng ta sẽ cần tránh những loại thức ăn gì? Và lý do tại sao mà chúng ta lại cần tránh để không mang lại vận xui xẻo thì cũng đều có lý giải. Ngay sau đây, Phú Quý Tài Lộc xin chia sẻ 11 món ăn tuyệt đối không ăn trong ngày mùng 1. Nếu chẳng may ăn những món này đen đủi cả tháng, làm ăn thất bát, đặc biệt bất ngờ món ăn số 8, thì đa phần ai cũng từng mắc phải khiến tài lộc đội nón ra đi. Xin mời quý vị cùng theo dõi để chiêm nghiệm nhé! Thứ nhất, thịt chó. Thịt chó là một phần món ăn phổ biến ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Thịt chó có vị ngọt, thơm, giàu protein và các chất dinh dưỡng khác, được chế biến thành nhiều món ăn ngon. Tuy nhiên, việc ăn thịt chó cũng gây ra nhiều tranh cãi, đặc biệt là ở Việt Nam. Một số người cho rằng ăn thịt chó là một nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam, thể hiện sự tinh túy của ẩm thực Việt. Một số người khác lại cho rằng ăn thịt chó là một hành động tàn nhẫn, vô nhân đạo. Vì chó là loài vật trung thành, thân thiết với con người. Dù ở trường phái nào, thì trong yếu tố tâm linh, thịt chó được liệt vào danh sách đại kỵ hàng đầu, không được ăn vào ngày mùng 1 đầu tháng hoặc đầu năm. Vì theo quan niệm dân gian, gà đến nhà thì khó, chó đến nhà thì may. Chó là loài động vật trung thành, thân thiết với con người, không nên giết chó để ăn thịt. Đây cũng là loài vật có tính linh, có thể mang lại may mắn, tài lộc cho con người. Việc ăn thịt chó vào ngày mùng 1 được cho là phạm phải linh tính của chó, sẽ mang lại xui xẻo, đen đủi, gặp những điều không may cho cả tháng. Đứng thứ hai trong những món ăn cấm kỵ đó chính là mực. Các cụ xưa thường có câu đen như mực. Đây cũng có thể xuất phát từ một phần đặc tính của con mực, vì đây là một loài nhuyễn thể, trong bụng có năng chứa đầy mực màu đen, được coi là vũ khí tự vệ. Ngoài ra, mực cũng là loài hung dữ, có tính âm, có thể mang lại điểm xấu. Nên đây cũng là một món ăn được dân gian liệt vào trong những danh sách cấm kỵ của cả ba miền Bắc, Trung, Nam vào ngày mùng 1 đầu năm, sợ cả năm gặp đen đủi. Tránh ăn đầu tháng, sợ cả tháng khó khăn, không may mắn. Cũng có rất nhiều phụ huynh không cho con ăn cá mực trước khi diễn ra bất cứ kỳ thi nào, hay đối với những người đi xa cũng kiêng món ăn này, nên quý vị cũng cần lưu ý để tránh nhé. Món ăn thứ ba cũng là món ăn cấm kỵ không ăn vào đầu tháng chính là cá mè. Cá mè là một trong những món ăn kiêng kỵ trong ngày mùng 1. Theo quan niệm dân gian, cá mè là con vật được cho là xui xẻo khi ăn vào đầu tháng. Nếu ăn vào sẽ không được may mắn. Hơn nữa, trong từ cá mè có chữ mè khiến người ta liên tưởng tới mè nheo. Cá mè cũng là một loài cá tanh và có nhiều xương hơn bình thường. Nên nếu ăn cá mè vào đầu tháng, nhiều người có quan niệm cả tháng đó sẽ gặp rủi nhiều hơn may, hay là một tháng hãm tài hoặc liên quan đến sức khỏe. Đầu tháng hóc xương cá mè thì quả là một điều không may mắn, đúng không nào? Thứ tư, đó là trứng vịt lộn. Trứng vịt lộn vốn là một món ăn ngon miệng và giàu chất dinh dưỡng. Đây chính là món mà được rất nhiều người lựa chọn làm bữa sáng vì vừa nhanh gọn, tiện lợi, lại có thể bổ sung đủ năng lượng cho ngày mới. Ở một số vùng miền, người dân kiêng ăn trứng vịt lộn vì sợ làm gì cũng nhầm lẫn hoặc bị xáo trộn vì cái tên của nó. Trong yếu tố tâm linh thì khi ăn trứng vịt lộn,
cũng được coi là một hành động sát sinh, cho nên người ta đặc biệt kiêng kỵ ăn trứng vịt lộn vào ngày mùng 1 và ngày rằm, bởi ăn vào sẽ gặp những điều xui xẻo, gặp những điều không được như mong muốn. Thứ năm, chuối. Chuối là một loài quả rất quen thuộc với người dân Việt Nam, đặc biệt là vào đầu tháng trên bàn thờ của mỗi gia đình hay những ngày lễ Tết mâm ngũ quả sẽ có một nải chuối. Thế nhưng với quan niệm dân gian, đặc biệt là người miền Nam, họ sẽ kiêng kỵ ăn chuối đầu tháng vì họ cho rằng từ chuối nói lái đi thành chuối, nghĩa là không thể ngẩng đầu lên được. Do đó, nếu ăn chuối vào đầu tháng sẽ khiến vận trình không được thăng tiến phát triển. Còn với quan niệm của người miền Bắc thì họ sẽ không kiêng tất cả các loại chuối mà chỉ kiêng ăn chuối tiêu vào ngày mùng 1 vì họ cho rằng ăn chuối tiêu sẽ khiến họ bị tiêu tán tài sản, làm ăn không được phát hay là thuận lợi. Thứ 6, ăn cháo trắng để gặp may thì nên kiêng. Bởi trong những mâm cúng cô hồn của tháng 7 hay các mâm cúng chúng sinh thì cháo trắng là món không thể thiếu. Cũng không biết từ bao giờ, cháo trắng trở thành món ăn khiến nhiều người liên tưởng tới việc cúng cô hồn, dã quỷ và những người đã khuất còn vất vưởng trên trần thế chưa được siêu thoát. Cũng bởi vì vậy, đây là món ăn đơn giản, dễ chế biến hoặc dành để chăm sóc những người đang ốm, không thể ăn được cơm. Thì người dân quan niệm ăn cháo vào ngày mùng 1 âm lịch, hình ảnh cô hồn sẽ khiến ma quỷ nghĩ rằng bạn đang dành đồ ăn với họ. Vì vậy họ sẽ quấy phá khiến bạn gặp phải những điều rắc rối, bất trắc. Nên quý vị hãy nên tránh món này trong những dịp đầu tháng hay đầu năm nhé. Thứ 7, mắm tôm. Mắm tôm vốn là có vị đặc biệt và món ăn đặc trưng chỉ có Việt Nam mới có. Thường sẽ được ăn kèm với các món đặc trưng như là bún đậu mắm tôm hay thịt chó cũng cần có mắm tôm. Bên cạnh là gia vị chấm chính của các món ăn trên thì mắm tôm còn được coi là một loại gia vị dùng trong chế biến một số đồ ăn ngon, trở thành món ăn khoái khẩu không thể thiếu. Tuy nhiên vào những ngày đầu tháng, nhiều người dân, đặc biệt là người miền Bắc kiêng ăn mắm tôm. Họ cho rằng mắm tôm vốn nặng mùi sẽ mang lại xui xẻo, nhất là vào mùng 1. Nếu ai đó đi lễ đình, chùa, đền hay những nơi linh thiêng, người ta kiêng ăn mắm tôm và tỏi vì ô tạp, hôi hám, xúc phạm đến thần linh, khiến cả tháng mất hết may mắn, tài lộc. Thứ 8, món tôm. Đây chính là món mà người Bắc không kiêng kỵ tôm vào ngày lễ Tết và ngày mùng 1 vì đây là món ăn không thể thiếu trong những mâm cỗ của người miền Bắc. Nhưng ở miền Nam thì họ lại rất ít khi sử dụng món này, bởi họ cho rằng một số đặc tính của con tôm có đầu to lại hay đi giật lùi, nên làm việc gì cũng khó, đầu xuôi đuôi lọt, mọi việc trì trệ, không có tiến triển gì mới. Đặc biệt đầu tôm chứa phân nên người ta hay có câu lộn đầu tôm, khi ăn vào khó mà giữ được đầu óc thông suốt để giải quyết công việc. Thứ 9, thịt vịt. Cũng tương tự như các món ăn trên thì thịt vịt cũng là một biểu tượng của sự đen đủi trong những ngày đầu tháng. Bởi đặc điểm của vịt khi bị truy đuổi hoặc nguy hiểm thì sẽ thường tan đàn xẻ nghé, không có sự đoàn kết và không có khả năng tự vệ cao, và hình dáng lạch bạch nên không được coi là may mắn. Nên món ăn này cũng được kiêng vào ngày đầu tháng, nhưng lại có quan điểm ăn vào cuối tháng sẽ dài đen. Món ăn thứ 10 mà ngày mùng 1 đầu tháng nên tránh chính là ốc. Ốc cũng là một món ăn yêu thích của rất nhiều người đối với cách chế biến khác nhau. Tuy nhiên, ăn ốc vào ngày mùng 1 từ xa xưa đã được coi là nên kiêng. Người xưa cũng có câu ăn ốc nói mò, vậy nên người ta cũng tránh món ăn này để tránh gặp phải những tình huống giờ khóc giờ cười hay những phiền toái không đáng có trong giao tiếp và trò chuyện môi trường công sở hay khi gặp đối tác. Nên vào ngày đầu tháng, quý vị không nên ăn những món ăn này nhé. Món ăn cuối cùng mà Phú Quý Tài Lộc muốn chia sẻ để quý vị lưu ý trong video ngày hôm nay chính là loại quả sầu riêng. Loại quả sầu riêng còn được gọi là trái mít gai, có nguồn gốc từ Mã Lai. Theo định nghĩa khoa học tâm linh thì gai nhọn, sắc, dễ làm tổn thương người khác. Đây là loại quả có mùi vị đặc trưng, có người thích, có người không. Trong từ sầu riêng được hiểu như nỗi sầu, muộn phiền. Vì vậy, người ta thường tránh ăn sầu riêng vào đầu năm hay đầu tháng để tránh xui xẻo, muộn phiền cho bản thân. Nên quý vị cũng có thể loại những món ăn này ra khỏi thực đơn ngày mùng 1 để vận tài hanh thông, mọi sự tốt lành hơn nhé. Quý vị thân mến, trên đây Phú Quý Tài Lộc đã chia sẻ trong phần đầu những món ăn mà chúng ta nên loại bỏ khỏi thực đơn trong ngày mùng 1 đầu tháng.
Nếu như quý vị không muốn tiền bạc đội nón ra đi, tài lộc hư hao, không mấy tốt lành, sau khi được chia sẻ thì chắc hẳn quý vị khán giả cũng đang đặt ra câu hỏi: liệu ngày này chúng ta nên cần làm những việc gì để giúp mình tăng thêm vượng khí, đón chào sự may mắn vào ngày mùng 1 đầu tháng đây? Và ngay sau đây, câu trả lời sẽ có ở phần tiếp theo của video. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Như quý vị cũng đã biết, cũng theo quan niệm dân gian của người Việt Nam, ngày mùng 1 đầu tháng là ngày khởi đầu cho một tháng mới, là ngày tốt lành để cầu mong may mắn, thuận lợi cho cả tháng. Chính vì vậy mà theo giới khoa học tâm linh chỉ ra một số những việc quý vị nên làm ngày mùng 1 đầu tháng để đón nhận những điều tốt đẹp, gia tăng vượng khí. Dưới đây là một số việc cần làm ngày mùng 1 đầu tháng giúp cho gia chủ tăng thêm may mắn, đón vận may vào nhà, tiền bạc rủng rỉnh đếm mỏi tay. Việc thứ nhất, thắp hương, dâng lễ, cầu nguyện. Tục dâng lễ, thắp hương, cầu nguyện là một trong những nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Tục này thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với bậc bề trên, tổ tiên, thần linh và cầu mong những điều tốt đẹp. Đây cũng là cách cầu mong cho gia đình được bình an, may mắn, tài lộc trong tháng mới. Ngoài ra, việc thắp hương dâng lễ và cầu nguyện còn khiến cho tâm của chúng ta được bình an, thanh tịnh, được kết nối với chính mình và tinh thần hướng thiện, rất tốt cho ngày đầu tháng và đầu năm. Việc thứ hai, mặc quần áo mới với màu sắc tươi sáng. Sang tháng mới, mặc quần áo mới là một trong những việc mà chúng ta nên làm, đặc biệt là những ngày đầu của năm mới như mùng 1 Tết. Đây cũng là phong tục truyền thống của người Việt Nam. Phong tục này có ý nghĩa cầu mong tháng mới, một năm mới an khang thịnh vượng. Về màu sắc lựa chọn quần áo cho tháng mới và ngày mùng 1 đầu năm cũng có những ý nghĩa khác nhau. Thường là những trang phục có màu sáng, tươi trẻ, mang lại sức sống tràn đầy năng lượng cho một người mang bộ trang phục đó. Một số màu sắc mà quý vị có thể tham khảo như: ở miền Bắc, người ta thường được mặc quần áo có màu sắc tươi sáng, rực rỡ như đỏ, vàng, xanh lá cây vào đầu tháng để cầu mong tháng mới may mắn, sung túc. Ở miền Nam, người ta thường mặc áo dài hoặc quần áo có màu sắc sặc sỡ như hồng, cam, tím để cầu mong một tháng mới hay năm mới rực rỡ, tươi vui. Còn ở miền Trung, người ta lại mặc quần áo có màu sắc trầm hơn như xanh rêu hoặc nâu để cầu mong tháng mới bình an, an lành. Cũng với các màu sắc của trang phục, họ mặc thường ngày đầu tháng cho vật đỏ như son thì đầu năm lại lựa chọn áo dài truyền thống với các màu sắc trên. Tùy theo sở thích của từng người và văn hóa của từng vùng thì sẽ có những chiếc áo dài màu sắc đa dạng để chào đón năm mới, tháng mới an vui may mắn. Thứ ba, ăn những món ăn mang lại điều may mắn. Ở phần trước của video thì quý vị đã nắm được những món ăn kiêng kỵ tuyệt đối nên tránh nếu không muốn tiền bạc đội nón ra đi trong ngày đầu tháng, ảnh hưởng đến vận may của gia chủ. Thì việc nên ăn những món ăn mang lại may mắn cũng là một yếu tố chúng ta cần quan tâm. Bởi theo quan niệm dân gian, những món ăn mang lại may mắn mà quý vị có thể bổ sung vào thực đơn của mình ngày đầu tháng, đầu năm để mang lại may mắn cho chính mình và những thành viên trong gia đình, bao gồm như xôi gấc, bánh trôi, bánh tét, thịt gà, cá chép. Ngoài ra, quý vị cũng có thể chọn một số món ăn, đồ ăn chay nhân ngày mùng 1 đầu tháng để cầu mong mọi sự an lành, may mắn cho bản thân và gia đình. Theo quan niệm dân gian, ăn chay vào ngày mùng 1 giúp xua đuổi những điều xui xẻo, đón chào những điều tốt đẹp, nên có rất nhiều người lựa chọn ăn chay trong những ngày mùng 1, ngày rằm và năm mới. Ăn chay ngày mùng 1 cũng có lợi ích cho sức khỏe. Chế độ ăn chay cung cấp nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất, giúp cho cơ thể khỏe mạnh, phòng ngừa nhiều bệnh tật. Ngoài ra, ăn chay còn giúp giảm cân, cải thiện cholesterol, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường. Quý vị cũng nên tham khảo thêm các thực phẩm và thực đơn ăn chay cho những ngày này. Thứ tư, thực hiện tưới nước cho cây cối. Cũng như con người, các loài cây cối là những thực vật có tính linh. Nước là một thành phần quan trọng đối với sự sống của cây và việc phát triển, sinh sôi, nảy nở là những dấu hiệu tốt, may mắn, khởi đầu cho mọi việc. Tưới nước cho cây vào những ngày đầu tháng sẽ giúp cây hấp thụ nước và chất dinh dưỡng tốt hơn, từ đó thúc đẩy sự phát triển của cây, có thể giúp cây sinh trưởng mạnh mẽ, đơm hoa, kết trái, từ đó sẽ mang lại may mắn, vận may, tài lộc cho gia chủ. Thứ năm, gửi những lời chúc tốt đẹp cho nhau. Khi lòng phát tâm thì mọi chuyện đều được bắt đầu, nên ngoài việc hàng ngày chúng ta nên tu tâm tích đức,
thì ngày mùng 1 đầu tháng hay đầu năm, quý vị cũng nên khởi tâm và gửi những lời chúc tốt đẹp chân thành đến những người xung quanh mình. Đó cũng là cách thể hiện tình cảm, sự quan tâm, gắn kết và tinh thần kết nối giúp mọi người gần nhau, đón những năng lượng tích cực giúp cuộc sống thêm phần tốt đẹp. Thứ 6, làm việc thiện giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác là một hành động vô cùng ý nghĩa, thể hiện lòng nhân ái, tình yêu thương con người. Đây cũng là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân tộc Việt Nam. Ngày mùng 1 đầu tháng là ngày khởi đầu cho một chu kỳ tháng mới. Việc giúp đỡ người khác thể hiện lòng nhân ái, tình yêu thương con người. Khi giúp đỡ người khác, chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và thanh thản trong tâm hồn. Có rất nhiều cách để giúp đỡ người khác, tùy theo khả năng vào hoàn cảnh mỗi người. Tặng quà cho người nghèo, người khó khăn, giúp đỡ người già, trẻ em hay tham gia các hoạt động thiện nguyện. Đức năng thắng số, có nghĩa là đức độ hành thiện sẽ chiến thắng được số phận. Nên đây cũng chính là cách khiến cho các bậc gia chủ có thể cải thiện vận mệnh, nghênh đón tài lộc, phúc đức đến nhà. Như vậy là chương trình ngày hôm nay của Phú Quý Tài Lộc đã chia sẻ những lưu ý về các món ăn đã mang tới xui xẻo mà quý vị cần tránh ra, khỏi rước họa vào nhà và cả những điều nên làm vào ngày mùng 1 đầu tháng để giúp mọi sự hanh thông. Chào đón vận khí tài lộc sung túc đầy nhà. Quý vị cũng nên lưu lại để có thể lựa chọn được các thực phẩm vừa ngon vừa bổ, cũng như ghi nhớ những việc cần làm để giúp gia đình an khang thịnh vượng suốt cả tháng quý vị nhé. Còn bây giờ, thời lượng chương trình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu quý vị thấy video hữu ích thì đừng quên ấn like và đăng ký kênh Phú Quý Tài Lộc bằng cách nhấn vào biểu tượng chuông bên dưới để nhận được thông báo và cập nhật những video mới nhất từ Phú Quý Tài Lộc. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Thank you.